Rồi bây giờ em lấy cái gì đây? Nón Hàn Quốc. Bây giờ tôi sẽ qua shop người bạn Hàn Quốc để đổi những cái nón size S. Đi thôi. Hi, các bạn ơi, trời ơi, các bạn à, các bạn có đói bụng hay không? Nuôi mấy con cá này được 6 tháng là bắt đầu nó chết dần, chết mòn. Còn mấy con tép là sống. Rồi xong đó. Rồi anh đi chơi tiếp nha, mấy em ở nhà ngoan nha. Anh làm tiên cá mà, cuộc sống anh là tứ xứ là nhà mà. Anh trở về đại dương rồi, côn đảo thẳng tiến.